qua cái này nha anh. Rồi đây để mình chụp cho rồi em chuyển anh luôn nữa nè. Đó nè, rồi. Đây em chuyển hình qua điện thoại luôn. Được, được liền luôn. Thấy bạn thấy đang nó luôn rồi, đâu nó luôn cảnh ra rồi. Tại đang. Rồi đây. Thấy rằng để chúng ta thấy rằng người xấu khi mặc cái áo dài vô
nó sẽ thay đổi con người mình ngay. Vì có nhiều người lùn, chứ mặc cái áo dài tự nhiên thấy cao, nhiều người cao mặc áo dài vô tự nhiên thấy nó vừa tập và quan trọng hơn nữa là nó dịu dàng tha thứ. Bởi vì người ta mình, người con gái Việt Nam rất đẹp.